Du lịch hè đang vào thời điểm sôi động nên nhiều đơn vị kinh doanh lữ hành tận dụng thời điểm này chào bán các tour giá rẻ tới 50-60% so với trước đây mà chất lượng không thay đổi. Mặc dù chỉ chào bán các tour trong nước nhưng không vì thế mà hạ nhiệt. Qua thời gian dài nghỉ dịch Covid-19, khi khởi động trở lại, các doanh nghiệp có thêm thời gian để thiết kế các tour đặc biệt, nâng cao chất lượng phục vụ khách nhiều hơn. Thì chúng tôi cũng đưa ra các chương trình khuyến mại trong cái mùa hè này với cái thông điệp là nước Việt tôi yêu. Thì bên cạnh những cái sản phẩm với cái giá tour chất lượng cao và giá tour có cái mức ưu đãi, thì chúng tôi cũng đưa ra giới thiệu và cho khách những cái ưu đãi tốt hơn. Trong khi các doanh nghiệp lữ hành của thành phố Hồ Chí Minh ra sức kích cầu nhiều sản phẩm du lịch thu hút du khách đến với thành phố, thì nhiều tỉnh thành phố khác trong chuỗi liên kết thành phố Hồ Chí Minh với đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ, Đông Bắc và miền Trung cũng đưa ra nhiều chương trình tour mới lạ, đặc sắc và phù hợp hơn với thị hiếu tâm lý người Việt. Trong đó có nhiều tour du lịch sông nước miền Tây được làm mới để thu hút khách Việt, giá cả cũng phù hợp với túi tiền của người Việt. Trước đây mà một người mà muốn đi miền Tây, ví dụ như Cần Thơ, thì chi phí ăn ở này kia thì nó cũng dao động từ tầm khoảng 2 triệu. Nhưng mà bây giờ chỉ với tầm khoảng 990 ngàn thì có thể đến làng du lịch miền Khánh Quen, có thể ở này, vé vào cổng này, các dịch vụ ăn uống nghỉ dưỡng này thì nó sẽ hầu như là sẽ giảm xuống 50%. Chúng tôi đã triển khai cái chương trình kích cầu để xóa tan đi những cái lo ngại của du khách trong quá trình xác định hành trình tour của mình với những cái sản phẩm du lịch an toàn và giá rất là hấp dẫn bằng cái chuỗi liên kết giữa các cái đơn vị để hình thành một cái chuỗi sản phẩm du lịch với cái giá cạnh tranh từ trước đến giờ chưa bao giờ có. Mùa hè sôi động đang đến rất gần với những gia đình có con trong độ tuổi đi học. Đặc biệt là sau nhiều tháng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, nhiều gia đình phải cắt giảm chi tiêu, hạn chế du lịch tốn kém. Thế nhưng, khi có hàng loạt tour du lịch nội địa với giá cả phải chăng được chào bán, khiến cho các gia đình cũng không khỏi hào hứng. Muốn hướng đến những cái thương hiệu khá là nổi tiếng để chắc chắn cung cấp được những dịch vụ là tốt nhất cho bản thân mình với gia đình. Em cũng quan tâm tới cái việc an toàn khi du lịch, với lại là những cái khuyến mãi, rồi những cái nghỉ dưỡng ở trong cái tour đó nó có tốt hay không, đồ này kia nữa. Với giá cả của tour cũng rất là quan trọng. Có thể thấy, cả doanh nghiệp lẫn người dân đều chung tâm lý hào hứng hiếm có với mùa du lịch hè năm nay. Nhiều chương trình ưu đãi được tung ra với mục đích kích cầu du lịch trong nước, một phần giúp cho doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh sau một thời gian dài bị đóng băng. Ngược lại cũng tạo thêm nhiều cơ hội cho các gia đình có được kỳ nghỉ hè đáng nhớ trong điều kiện phải cắt giảm chi tiêu sau đại dịch.